Xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Mời anh chị em lắng nghe tin mừng thứ sáu tuần 18 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lời gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đội mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người. Và bây giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em, trong số người có mặt ở đây có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy con người đến hiện trị. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, sau khi báo trước về cái chết và phục sinh của mình, Chúa Giêsu mời gọi mọi người hãy bước theo Ngài. Ai muốn đi theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Chúng ta biết rằng thập giá Chúa Giêsu muốn nói không phải là hai cây gỗ đóng chồng lên nhau theo hình chữ thập, nhưng là những đau khổ của cuộc đời. Sinh ra trên trần gian này, ai cũng phải vác thập giá mình, vì ai cũng có đau khổ, sinh ra trong tiếng khóc, trải qua cuộc đời đầy nước mắt rồi âm thầm nằm xuống trong tiếng khóc của mọi người. Đời là bể khổ đời là thung lũng nước mắt. Vì sao vậy? Đây là một vấn đề nan giải, một vấn đề làm cho nhiều người thắc mắc và vẫn còn là một bí ẩn đối với con người thuộc mọi thời đại. Chỉ có Chúa Giêsu và tin mừng của Ngài mới đem lại cho con người một câu trả lời thỏa đáng. Thực vậy, nguyên do của đau khổ chính là tội lỗi Nghĩa là từ khi nguyên tổ phạm tội Thì con người cũng bắt đầu phải đau khổ Đau khổ tột cùng nhất của đời người Đó là cái chết Chúa Giêsu đến trần gian Gánh lấy tội lỗi con người Nhờ cái chết và sự sống lại Mà Ngài đã cứu con người khỏi tội lỗi nhưng Ngài không cất đi hình phạt của tội lỗi là đau khổ. Hơn nữa, Ngài dùng đau khổ làm giá chuộc tội chúng ta. Nếu như Ngài đã chịu đau khổ để đền tội chúng ta thì Ngài cũng thánh hóa sự đau khổ để thanh luyện con người. Mỗi người chúng ta sinh ra trên trần gian này đều có những đau khổ của riêng mình. Dù sống trong hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng đừng bao giờ chán nản, buông xuôi hay thất vọng mà ngược lại chúng ta hãy đứng vững để vượt qua mọi gian nan khốn khó trên bình diện siêu nhiên cũng vậy không có một sự đau khổ nào xảy đến với chúng ta mà lại không chất chứa một sứ điệp đau khổ xảy đến có thể là tiếng còi báo động trước thức tỉnh chúng ta về những nguy hiểm gần kề hay đau khổ xảy đến là một lời mời gọi chúng ta can đảm bước ra khỏi thất bại của mình để có một cái nhìn mới bởi vì đau khổ có thể thanh luyện và biến đổi chúng ta thành người tốt hơn nhiệt tình hơn khiêm tốn hơn biết từ tâm hơn và biết thông hiệu người khác hơn hoặc đau khổ có thể củng cố thêm đức tin và lòng cậy trông phó thác của chúng ta vào Thiên Chúa hơn hôm nay Giáo hội mừng lễ Thánh nữ Clara, thánh nhân sinh ngày 16 tháng 7 năm 1194 tại nước Ý. Trong một gia đình quyền quý, nhờ lòng đạo đức của người mẹ, ngay từ bé, Clara được giáo dục về nhân bản, về đời sống đạo đức. Thân mẫu của thánh nhân đã dạy cho Clara biết cầu nguyện, biết từ bỏ và biết rèn luyện đức tin Nhận nhục. Năm 1212, thánh nhân đã tới một vùng quê để ẩn mình, tránh xa tiếng ồn ào và chuyên chăm cầu nguyện. Tại đây, thánh nhân đã gặp thánh Francisco khó khăn và chính thánh Francisco đã tận tình giúp ngài trên đường đến thánh. Thánh nữ đã cương quyết chống lại sự ngăn cản của cha mẹ, của gia đình. Sau cùng, thánh nữ được đưa đến đền thờ Thánh Damiano để lập hội các chị em tần hiến cho Thiên Chúa. Thánh Francisco vẫn tiếp tục hướng dẫn Thánh nữ trên đường nhân đức. Thánh Clara đã điều khiển hồi dòng cách ân cần và khôn ngoan. Thánh Clara đã sống đời sống thánh thiện và muốn các chị em trong dòng của mình nên thánh. Sau một cuộc đời tận tụy phục vụ giáo hội và tận hiến cho Chúa. Clara đã về với Chúa Bình An ngày 11 tháng 8 năm 1253 trước sự thương tiếc của mọi người. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dìu dắt Thánh Clara và soi sáng cho Thánh nữ biết yêu chuộng đời sống khó nghèo. Xin nhận lời Thánh nữ cầu thay nguyện giúp và ban cho chúng con được sống tinh thần khó nghèo theo chân Đức Kitô để được vào nước trời chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa muôn đời. Amen.